cá chẽm ú tùm lum ơi mọi người ơi. Con cả mấy ký? Cá chẽm bự nha, con 4-5 ký nha mọi người. Có ai ăn alo liền nha. Kể là hết. Quá ngon nha mọi người. Cá sống, cá chẽm sống mới đem lên luôn. Cá ngon, cá ngon nghe mọi người ơi. Ở đâu lỡ? Có Phượng nè. Phượng nào? Phượng Phong á. Phải đâu. Sao? Ồ, Phượng kia. Thì ấy vậy đó, từ nào ta ta ấy trẻ thì ta không mua, con có là đáng chịu. Đồ, có người coi. Cá chẽm bự nghe, cá chẽm bự nghe mọi người. Ai ăn alo liền nghe, trễ là hết, trễ là hết. Tiền vậy mới gọi là đời chứ. Nói thiệt mày, cái nào nói thiệt cho tao tha thứ rồi tha. Mấy ký rồi, 8 ký không? Không, con 5 ký, 4 ký. Con là 4 ký đó, 6 con. Con 5, 6 ký. 5, 5 con nhiêu, 6 con nhiêu, 4 ký hả? Con này chắc trên, chắc trên chục luôn, nói vậy. Không, con nó cỡ 8 ký. Bữa này chắc khoảng 3 năm quá.